Nhưng mà bạn nào? Thì mấy đứa bạn của anh trong hội mô tô đó. Vậy thôi, sáng mai mình đi đi. Tối nay đi mệt lắm. Không được, người ta đặt sẵn phòng VIP cho mình rồi. Khách sạn 5 sao, sát bờ biển. Một đêm mấy trăm đô em tưởng là ít lắm hả? Sao? Vậy mà phóng xe mô tô trong đêm chắc đã lắm hơn. Là đã rồi em yêu. Rất là đã, rất là khác. Nhưng mà xe mô tô anh để đâu? Bây giờ nguyên một cái hội mô tô nó đang chờ anh ở trước cửa. Chỉ cần mình đi thôi. Chạy tới đâu rồi? Đang chờ mọi người ở ngã ba Vũng Tàu. Tôi đau bụng quá, chắc là tôi không đi được đâu á. Không có bất kỳ lý do nào trong lúc này được chấp nhận hết. Thôi nha. Anh làm gì vậy? Anh làm tôi hết hồn hả? Cô nói đi, cô làm cái gì mà có vẻ bồn chồn lo lắng vậy? Anh vô duyên rồi nha. Buổi sáng giờ theo dõi tôi hả? Tôi không có theo dõi cô, mà tự cái hành động của cô biểu hiện cái sự khác lạ với mọi khi dữ lắm. Khác là khác chỗ nào? Thì tôi thấy cô đang làm cái chuyện gì đó mờ ám thì phải. Bà làm gì mà đứng ngoài này? Hắc Miêu mới gọi cho chị mà. Bà đang ở ngoài ngã ba Vũng Tàu mà. Thank you.
của mình. Cô làm gì đó? Cô ghi số điện thoại của tôi đi. Rồi, anh đọc đi. 0918 231408. Ê, dạ. Ê, được rồi. Hết hồn. Cái gì? Hát, hát đi. Hát à? Bình thường thôi. Dạ. Dạ, dạ là đầu tiên mấy năm xin chào hai họ. Chào ngoại. Chào chú. Dạ, chào tất cả mọi người. Hôm nay mấy năm được lời mời của cô dâu lên đây hát một bài. Bài gì ha? Rồi, muốn hát bài gì hát đi. Vui vui á. Bài gì vui vui á? Dạ, cái bài vui vui. Cái bài này nói lên sự hạnh phúc của hai vợ chồng. Đôi Tân Lan và Tân Gia Nhân. Và mấy năm tới nữa sẽ có nhiều đứa con xinh đẹp. Và sau đây mấy năm xin hát một bài Bé Bé Bồng Bông. Dạ, mấy năm xin mời cô dâu chú rể hát chung với mấy năm. Thôi, chị hát một mình đi. Bà này em đâu có biết hát đâu. Chị hát hay hơn mà. Chị hát đi. Hát đi. Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng. Bé đi sơ tan, bé em theo cùng. Mẹ mua xe gốc cho bé ngồi trong. Bao giờ chiến thắng đưa bé về phố đông. Bé bé bồng bông. Dạ hay không, hay không? Dạ, cảm ơn. Bé Năm xin chân thành cảm ơn. Ngoại, chụp hình với con nha. 2, 3. Anh nói với Diệp là được đi mô tô tới Long Hải nha. Nãy giờ bà nói gì với cha đó? Chị đâu có nói gì đâu. Ông Dũng muốn tán chị thôi mà. Thật ra Diệm không định cho con xem bánh đó. Diệm gửi riêng cho bà ngoại vì Diệm muốn chụp tức bà ngoại đó. Bà ngoại hiểu không? Nếu như bà ngoại thương yêu Diệm ngay từ đầu thì Diệm sẽ không làm những việc dại dột đó đâu. Linh đâu? Má, má đừng hỏi con Linh nữa má ơi. Con không ai thấy nó về đâu má. Nó kêu con á là đừng có giận con Diễm nữa. Nhưng mà làm sao con không giận được hả má? Con cũng là con người mà, đâu có phải là thần tánh gì đâu. Thank you.
Dạ, cảm ơn anh. Xin phép anh xuống tôi về. Dạ, dạ. Sao về mà. Tôi đi về con, đi. Thôi mình về đi Dũng. Dạ. Ngoại, 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 ngoại lên xe trước. Chờ con vô nói chuyện với chị một chút, con ra liền nha ngoại. Diễm, anh muốn nói chuyện với em một chút được không? Anh có chuyện gì? Nói đi. Hãy đi ra ngoài chuẩn bị xe trước. Con làm gì thì làm nhanh đi. Em ra liền. Mấy ông đừng nóng động nữa. Chắc đang có chuyện. Đến chờ chút đi. Em tính đi đâu bây giờ? Tụi em đi hưởng tuần trăng mật ở Long Hải á, khách sạn 5 sao lận. Nhưng mà tụi em đi bằng cái gì? Thì em đi xe mô tô với anh Đạt. Không được. Đi xe mô tô nguy hiểm lắm. Em đi xe hơi đi. Có gì anh kêu anh Tèo chở em đi. Không, em đi cá hội lận mà. Diễm, nghe lệnh đi. Đi xe mô tô nguy hiểm lắm. Em đi xe hơi đi. Nghe lệnh một lần đi. Sao đến bây giờ mà anh vẫn kiếm chuyện với em là sao hả? Anh để cho em đi đi. Diễm. Diễm. Nghe anh nói là Diễm. 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 Em không được đi Diễm. Má. Làm gì trong đó lâu dữ vậy? Anh Đạt. Anh Đạt chở chị Bạch đi trước đi. Chị Hắc đang ở ngã ba Vũng Tàu. Tí mình ở đó sắp xếp đội hình sao? Ồ, lát mình chở Diễm ra sao nha. Ra tới ngày ba Vũng Tàu rồi mình đổi đầu. Hai đứa bay theo tao. À. Báo cáo, đúng đội hình, đã xuất phát. Anh có bị khùng không hả? Buông ra. Diễm. Ê, 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 anh Đạt nói khùng bỏ đi trước rồi kìa. Anh Hùng đứng trước đợi chị á. Anh nói là một phút nữa không ra là anh bỏ đi luôn à nghe. Anh buông ra đi. Chạy đi. Thôi vậy cũng là phước phần của nó rồi con à. Ngoại nghe ba con Diễm nó nói là cái quán đó là má của thằng chồng con Diễm sang lại cho vợ chồng nó, để cho tụi nó buôn bán có tiền kiếm lời sanh sống. Thấy vậy ngoại cũng yên tâm rồi con à.
Dũng à, con sao vậy? Dạ, con đâu có sao đâu ngoại. Thôi con à, vợ chồng là duyên phận, không có tính trước được đâu con. Con mừng cho em nó đi con. Ngoại, giờ cũng khuya rồi, ngoại đi ngủ đi cho khỏe nha ngoại. Tụi nó đi chơi mấy ngày mới về vậy con? Con có biết không? Dạ, con nghĩ chắc vài ba bữa à. Ngoại yên tâm đi. Vậy ngày mai mình đóng cửa, mình lấy chìa khóa gửi lại cho thằng Tèo phải không con? Dạ, cứ đưa chìa khóa lại cho anh Tèo đi ngoại. Thôi, ngoại đi ngủ đi ngoại. Ờ. Hôm nay người tình của anh chưa sang quá, không biết là cái việc lý gì đó. Người ta hay có câu, nếu người yêu mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà. Bạch Miêu đâu? Hình như nó đang nói chuyện điện thoại với ai ngoại đó. Con Diệm nó đi với người nào? Có phải chiếc xe đậu ngoài cùng không? Trời đất ơi, anh thiệt là... Mày nói chuyện điện thoại với ai? Tao nói chuyện với người nhà của con Diệm. Chuyện gì? Tao đã cấm mày tiết lộ thông tin mà mày còn nói chuyện gì nữa hả? Thì lúc tao ra xe với ông Đạt, ông thấy con Diệm nó đi ra. Tao cũng lo là không biết nó có đi với thằng Hùng hay không, cho nên tao mới gọi điện thoại hỏi thử thôi mà. Mày khỏi lo, nó có đi, bây giờ thì mọi chuyện xong rồi. Chỉ chờ cha Minh tới nữa là tụi mình lên đường. Hai phòng bếp đã đặt sẵn rồi. Chị rồi, thằng con chú có nhiệm thì sao? Không cần biết, ngày mai thế nào cũng có tin trên mặt báo. Nè, cái gì vậy? Sao tụi mày cắn nhau suốt ngày vậy? Anh Đạt, anh gọi cho con Diễm liền đi. Im ngay. Cái gì? Chuyện gì? Anh gọi cho con Diễm liền đi. Xe của nó không có. Đồ độc ác, đồ giết người. Con Diễm nó đi xe không có. Im ngay chứ. Mày mà mở miệng nói với ông Đạt hay bất kỳ ai biết về chuyện này thì ngày mai cái mặt mày không còn nguyên dạng nữa. Mày nghe rõ chưa? Chuyện gì? Con Diệm đi xe của thằng Hùng. Xe thằng Hùng không có cái gì. Hả? Nói. Không, không có chuyện gì hết. Lát Hùng chở cô dâu tới đây liền giờ. Hình như xe Hùng bị hư thắng chút xíu thì phải. Cái gì? Xe hư thắng rồi nào? Tại sao vậy mới nói? Hả? Thường mới điện thoại báo cho Miêu biết xe đang sửa dọc đường. Hùng kêu á là tụi mình cứ đi thẳng ra ngoài trước đi. Không. Đó này, anh đi cùng
còn nhỏ đến như vậy sao? Anh không coi tôi ra gì sao? Em muốn đi cùng với anh. Alo, anh Tèo hả? Ờ. Anh đang ở đâu chị? Anh đang ở nhà không quen em. Sao anh không trở cho bên này ngủ? Bên này đang chứ không cần là hấp dẫn được ngủ lại nha. Alo. Alo. Alo, cô Bạch hả? Nhà bà Dũng à? Cái gì? Ở đâu? Có Diễm đi với em không vậy? Alo, alo. Mày gọi điện thoại hả con? Mày giữ hổ tao hả con? Mày điện thoại hả mày? Gọi điện thoại hả? Giờ sao? Mày có nói không? Mày gọi điện thoại cho ai hả mày? Nói! Nói! Đưa tao cái điện thoại. Dũng, là ai? Nghe không? Không cần nghe, tắt máy đi. Mày đã để lộ thông tin cho ai? Hả con kia? Nói. Tụi bay mà bắn tao chết là tụi bay sẽ đi tù đó nghe chưa? Mày khỏi lo. Ông già tao đã bao sao cho tao hết toàn bộ rồi. Thằng này sống ngoài vòng pháp luật. Mày hiểu chưa? Hiểu chứ mày? Chị bây giờ tụi bay muốn gì? Muốn mày câm cái mồm. Anh Minh, lấy sợi dây trói nó lại. Chờ lệnh của bà hát. Trói dừng nó lại. Con Tâm ra. 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 Con Tâm ra đi. Con Tâm ra. Rồi bây giờ làm sao với bà Bạch? Thì đợi tin bên kia coi sao đã. Sao lúc đầu tụi bay nói đi Long Hải ăn chơi? Thì tại con mụ này nè, nó phản bội. Cho nên bà hát muốn bịt đầu mối. Bịt bằng cách nào? Giết người diệt khẩu đó hả? Tao không muốn dính tới. Tao mới ra tù được một năm. Tao không muốn quay trở lại đó đâu. Mới ở trong tù có 3 năm mà. Mà nhát gan như vậy đó hả? Mày nấu nghe ngon quá ha. Mày thử cho trỏng một ngày đi. Coi có chịu nổi tụi đại bàng ở trỏng không? Thì đương nhiên á, là tôi không có chịu nổi tụi đại bàng trong đó. Cho nên tôi không có vô trỏng làm gì. Bà ngoại tôi lót ổ cho tôi nằm rồi. Vàng không ở dưới đó. Nó nói thiệt đó, không có nổ đâu. Bà Hắc, nghe nè bà.
Khoan đã, chưa cởi dây sao nó ngồi xe được? Đồ ngu. Cô kể gì tay cho bà không? Không. Bà ngồi mô tô không có tay ôm ông Minh, vậy bà té chết rồi sao? Ừ hả? Vậy thôi cởi ra cho bà đi. Nhưng mà tụi bay phải cho tao biết địa chỉ tập trung chứ. Thì ở vũ trường đó. Còn hát với thằng Đạt đang ở đó hả? Hai ông bà đang rời hiện trường, bây giờ đang trở về đó. Lẹ lên. Đưa ra, có tự nhiên. Bắt lên đâu, bắt đưa ra đằng kia, nhanh lên. Anh là không muốn hành hạ người đẹp, cái này là tại em. Đánh nó. Sơn, thôi, đừng đánh bá nữa, trói bá lại được rồi. Có gì, trói bá vô người ông Minh luôn. Anh Dũng. Cũng vậy, tụi bay làm cái gì vậy? Mày là thằng nào? Đánh nó. Anh đánh nó đi, tôi tăng tiền cho anh gấp đôi. Mày là bồ đó hả? Muốn chết hay muốn sống? Nếu muốn sống á thì đi ra khỏi đây. Mày đầu sỏ ở đây đúng không? Hai tao bay cùng. Chờ tôi chút xíu nha. Ừ, khoan khoan, cô cẩn thận nha. Chị ơi. Dạ, chị chút xíu nha. Có gì không cô? Ở đây vừa có vụ tai nạn xe phải không chị? Đúng rồi, có gì không cô? Chị biết có ai bị làm sao không? Tôi đâu có biết. Nghe nói xe mô tô vừa rồi đâm thẳng xuống đường. Vậy rồi họ có bị làm sao không chị? Tôi đâu có biết, xe cứu thương nó chở đi rồi. Hai người. Tôi mới tới tôi đâu có biết gì đâu. Nhưng nghe người ta nói chắc cuộc sống của đầu. Người nhà của cô hả? Cô Bạch. Cô Bạch ơi. Cô sao không? Bị tai nạn. Hình như nặng lắm. Cô nhìn lên xe đi. Nhìn. Anh có dám thề không? Anh có dám thề là anh không biết chuyện của mình không? Có phải cha con anh to rập giết chết con Linh để chiếm gia tài của má con tôi không? Anh nói đi. Trời ơi, trời ơi là trời, tại sao lại làm như thế hả? Em à, con Linh là con gái ruột của anh mà. Tại sao em lại nghĩ anh như vậy chứ? Tôi ân hận là đã sang tên cái nhà quần hai cho nó. Tôi căm thù nó. Anh biết không? Tôi giết chết nó, tôi bị hại chẳng được. Em lấy hơn thường thường đi. Nếu như em nói thì anh sẽ ra khỏi căn nhà này. Anh không lấy thứ gì cả. Nhưng mà chuyện của con Diễm, em bỏ qua hơn được không? Dù sao hai đứa tụi nó cũng là con gái của anh mà. Anh ơi đi, đừng bao giờ cho tôi thấy mặt con Diễm nữa có được không? Tôi còn nhìn muốn thấy cái nhà đó cho nó
Cục chuyện 500 triệu nâng cấp quán xá cho nó. Thì anh quên đi. Đừng có mơ. Anh hiểu chưa? Alo, dạ, thưa chị, đây có phải là số điện thoại của phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy không hả chị? Dạ, có ca cấp cứu nào tai nạn tên là Diễm không hả chị? Dạ, dạ, chị kiểm tra giùm em nha chị. Sao, có không cô? Từ từ, để người ta đang kiểm tra. Trời ơi, mong là Diễm dạ. Không bị làm sao? Dạ sao chị, không có hả chị? Dạ được rồi, cảm ơn chị. Trung tâm cấp cứu Sài Gòn không có, gia đình cũng không, bây giờ Chợ Rẫy cũng không nữa. Bây giờ để coi tìm ở đâu. Cực chết đi được. Lúc có đám cưới sao cô không nói rõ cho tôi biết luôn đi. Anh có để yên cho tôi tìm được không? Từ nãy tới giờ anh cứ trách móc tôi chuyện này hoài hả nhá. Đã nói là bị tụi nó kìm cặp, không có dám mở môi nữa. Anh không thấy là tôi sẽ bị tụi nó giết chết hay sao? Sao mà cứ quán trách tôi hoài vậy? Đúng là làm ơn mắt quán à. Bực mình. Thôi, cho tôi xin lỗi cô. Tại vì tôi lo cho Diễm quá. Tôi tức là tôi không có bảo vệ được cho Diễm. Thôi được rồi, coi như huề. Lúc nãy anh đã cứu tôi rồi. Bây giờ cứ từ từ tìm tới sáng thế nào cũng ra à. Ừ. Cô kiếm đi. À mà cô có đói không? Để tôi nấu mì cho cô ăn nha. Hay để tôi nấu cháo cá cho cô ăn cho khỏe. Em cảm ơn anh nha. Mà nè, ngày mai anh đưa em về Bến Tre trốn vài ngày được không? Trời đất ơi, giờ này tôi đang lo muốn chết đi nè. Không biết Diễm đang sống chết ra sao. Mà cô kêu tôi đưa cô về Bến Tre, về dưới đó làm gì? Anh không biết hả? Thế nào tụi con khác cũng truy tìm em, trừng trị cái tội phản bội tụi nó hả? Diễm với Hùng mà sống, thì em sống. Là sao? Thì Diễm với Hùng mà chết, thì em chết. Thế nào tụi nó cũng tìm cách giết em để bịt đầu mối thôi. Anh không biết luật của xã hội đen hả? Bà Hà, bà buông tay con ra. Đi vô đây. Đau tay con. Bà Hà, bà buông con ra. Bà xuống. Mày nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi? Hả? Mày đi đâu? Mày đi đâu mấy ngày rồi mà không tới được học? Thôi. Mày cầm hả? Tao hỏi mày là mày đi đâu mới vậy? Đi đâu mà 1-2 giờ khuya mới về? Lén lén lút lút như thằng ăn trộm vậy? Sư, tao hỏi mày có nghe không? Mày đi đâu vậy? Con đi trả thù cho chị Linh. Cái gì? Mày nói cái gì? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm hai cha con cãi nhau ông sầm vậy? Để cho má ngủ nữa chứ.
Diễm, con nói cho mày một tin vui nha. Chuyện gì mà vui dữ vậy? Con nói đi. Chuyện gì? Con Diễm nó đai rồi. Con nói cái gì? Con Diễm nó sao hả? Mẹ, nếu có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ phải bảo vệ con đúng không? Tại vì bây giờ con là báu vật của gia đình này. Sơn, alo, có chuyện gì mà giờ này con gọi cho chú vậy? Dạ, chào chú ơi. Con biết giờ này chú đang ngủ, con xin lỗi chú, nhưng mà con lo cho Diễm quá, cho nên con cầu cứu chú. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì con nói đi. Dạ, con nghĩ là Diễm. Diễm? Con Diễm nó bị gì? Con Diễm nó làm sao vậy con? Dạ, con nghĩ là Diễm bị tai nạn xe mô tô rồi chú ơi. Cái gì? Con nói cái gì? Bị tai nạn xe mô tô? Diễm làm sao mà bị tai nạn xe mô tô? Mô tô ở đâu ra mà nó đi? Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Con cũng không biết bây giờ Diễm đang ở đâu nữa. Con chỉ thấy có tai nạn trên đường Cát Lái á. Con điện thoại tới hết mấy bệnh viện ở Sài Gòn rồi mà không có ai tin Diễm cả. Vậy là sao? Con nghĩ là Diễm bị tai nạn thôi, nhưng cũng không có chắc chắn. Con muốn nói với chú coi có cách nào để tìm kiếm được Diễm không? Con thì hết cách rồi. Trời ơi Dũng ơi, con nói cái gì mà chú không hiểu vậy? Thôi được rồi, bây giờ để chú chạy sang đi. Thank you.